Trời trời, trời nắng quá anh em ơi. Hiện tại bây giờ đang là 11 giờ trưa nha anh em. Trời rất nắng. Mình đang như vậy là sáng giờ được 3 con rồi. Mình đang đi tìm thêm con thứ tư. Coi coi nó đang ở đâu. Vô đây coi có gặp con nào không. Có lẽ là trời nắng này chim nó rút hết anh em ạ. Nó sung mãn nhất là vào buổi sáng. Buổi sáng thì trời nó mát thì con chim nó cũng sung. Đến tầm 11 giờ trở đi là con chim nó có vẻ là nó nóng và nó tìm chỗ mát để nó rút. Nó tìm suối để nó tắm đó anh em. Chứ nó không có sung được như là buổi sáng sớm nữa. Cho nên là nhiều lúc đi đánh mình cứ tranh thủ mình đi sớm để mình đánh được những kèo buổi sáng. Còn đến trưa này là đa số là chim nó rút hết. Đi cái đường này cứ phải chui chui có mấy cái cây đi, mệt quá. Chạy xuống đây một tí nè. Chạy một tay cầm máy quay, một tay chạy xe hơi khó. Lại cái gì đứng ở xe nữa đấy. Đứng ở đây một chút coi. Yên tĩnh quá, chỉ có tiếng ve thôi anh em ơi. Nghe thấy tiếng ve kêu. Mở máy nha anh em nhé. Mở máy dò chim nhé. Mình sẽ đợi một chút coi có con mèo hót không. Hai con mồi này cũng nắng quá, nó cũng hót không nổi luôn. Mệt quá mệt. Sáng giờ đánh 5 kèo thì được 3 con anh em ạ. Hai kèo hồi nãy đấu lâu quá nhưng mà không bắt được. Nó về được lúc nó đấu nó bỏ đi. Những cái clip mà không dính chim mà nó đấu không ấy, thì mình không đăng nha anh em. Mình chỉ đăng những clip nào dính chim thôi. Chứ còn nếu mà đăng cả những clip mà không dính chim thì nó quá dài luôn. Cho nên là mình không đăng. Mình sẽ đứng đây một lúc để mình nghe có con nào hót lại không. Kèo này mình đụng cọp nha anh em ơi. Đụng cọp cho nên là phải cho alpha ra thôi. Chưa cho con lấn mới ra sợ nó không chịu nổi nha anh em. Anh em cùng đón xem con này con nó chơi thế nào. Nó ché nãy mình nghe nó ché ghê lắm. Con này nó quá dẹn luôn. Mình đứng đây mà nó không hề sợ luôn nha anh em nhá. Mình đứng cắt nó chỉ có mấy mét thôi này. Nó đang đấu với con mồi tay đôi ngay trước mặt mình luôn. Con này. Hồi nãy mình lúc mình chưa lên chim nó ở ngoài nó ché rất ghê luôn anh em ạ. Con này dẹn. Dẹn quá dẹn. Mình đang đứng cắt nó có mấy mét thôi à. Được rồi, chơi đi. Tao ghi lại một chút cho mày chơi cho nó tự nhiên nhá. Chơi đuôi chơi cắn cực đẹp. Hãy
trước mặt mình luôn. Rất gần, mình ngồi rất gần luôn mà nó không sợ, mình nói to như vậy luôn mà nó đâu sợ đâu. Con này chỉ hút chưa hết đi thuốc là dính. Mày qua. Cúc cầu quá hay. Lên cầu chưa? Nó chưa lên anh em ơi, chưa lên cầu, chưa lên cầu tử. Quá dễ mà chìm quá dễ. Con này về nuôi cực kỳ mau lên luôn. Có khi còn chim mồi của người ta xảy ấy chứ. Chưa lên cầu anh em nhé, nó bu bên hông, bu mé ngoài. Lao vô. Úp. Đấy biết, cái lên cầu đi, cứ đứng mé ngoài vậy mày. Con chim quá dễ. Quá hồi hộp đúng không anh em? Đó là đậu ở mé ngoài không à? Không đậu lên cầu với ghê chứ. Khôn vậy. Con này khôn quá anh em ơi. Rồi lên cầu luôn. Đấy, dính. Quá dễ. Còn chìm quá dễ. Mình ngồi khoảng cách quá gần luôn mà. Không hề sợ người. Con này có khi là chim mồi của ai sảy ấy chứ. Chim rừng làm sao mà dễ như vậy được. Đây là anh em này. Đây, nó đây. Quá dễ rồi. Một con chim quá dễ. Ở đâu cũng đẹp nữa. Rồi. Thêm một chiến binh nữa về đội. Đây là mã số 198. 198 nha anh em nhá. Rồi, bây giờ đi kiếm 199 về 200 tiếp theo.
mồi có vẻ đuối rồi anh em ạ. Chiều có vẻ mệt. Chơi không căng được nữa.